về chị Thiệt trước. Chị Thiệt gia đình em vẫn không yên tâm là em ra cho mẹ. Chị sợ kinh doanh là không... Dạ, là không thành công. Đúng rồi, ý là người ta phải nhanh rồi hơi hoài một chút. Dạ. Thật thà là ra hay vừa. Mát là em sẽ thêm một tí và cho người ta hết đi. Và còn... Mình có chuyện với em rất là nền mà. Nhưng mà em muốn... Em biết em làm được. Nghĩa là em làm những cái gì đó nó thật với lương tâm của mình, em nghĩ là mình yêu đam mê. Dạ. Kiên trì kiên quyết khi nói như vậy thì với lại em cũng như nhà nói em như vậy nhiều quá thì em cũng phải làm sao để cho mẹ em nói rằng em không phải như vậy, nhưng mà em cũng không phải là một người em phải làm để cho không phải là để cho mọi người biết, mà bản thân mình nhìn nhận rằng mình làm đúng. Đúng rồi. Mình phải biết mình làm đúng và những người thân của mình cũng sẽ không theo cái hướng đó mà có thể là cái suy nghĩ nó có cái mình biết là mình muốn làm cái gì nha. Mình làm đúng cái trung tâm của mình, nếu mà gia đình mình cũng theo cái ý đó của mình thì mình cũng có thể là rồi thì khi gia đình cho gia đình mọi người chưa ngộ ra thôi. Dạ. Đúng, thời gian thế mình mọi người biết nha. Mà cái chuyến đi hôm nay thì cũng không biết là đi như thế này thì nó như thế nào, nhưng mà trong lòng em cứ nghĩ là em đi là em sẽ mãn nguyện. Trước khi đi em có nghĩ như vậy đó,